Chào mừng cô chú anh chị các bạn nha. Có một cái sản phẩm giảo bông chùm này, bông to này, 12 cánh này. Đây này cả nhà. Đây nó héo rồi nha. Đây là trong điều kiện nó héo rồi. Giảo bông chùm nha, bông 12 cánh đó, bông chùm luôn đó nha. Đây cả nhà xem này đó, nó đang nở đó em đấy này. Đây là có một cái mà nó nở này. Nở đã rụng hết rồi. Đây có một cây nó đang nở đây thôi. Em khách hàng có thiện chí thì giao lưu cái cây này với em này. Đây là cây giáng trực nha cả nhà. Đó, em quay này. Cây là bông rất là đẹp nha, mà bông chùm nó đẹp cái chỗ nó bông chùm đấy nha cả nhà. Ở cái đế của nó này. Đây là có đế luôn nha. Hoành đây khoảng độ 10, hoành có độ 10. Đấy, chim huyết long rồi nha, cái lúc mà nó non nó đỏ chét luôn nha cả nhà. Huyết long hồn nha. Cao của nó khoảng độ chắc được khoảng 90 cho tới 1 mét nha cả nhà. 90 tới 1 mét. Đỏ đỏ, đỏ luôn đó. Đây này, thì nó mới là nó đỏ ở đây này cả nhà này. Rồi khách hàng có thiện chí với sản phẩm này á, thì em ra cho khách hàng là 450.000 bao ship cho cả nhà luôn. Bông rất đẹp, bông chùm, giáo, bông to, bông chùm này. Đây, bông xếp này. Xem ra đây nè, cái nó đang cái mặt bông mà đây nó bông nó héo rồi, cái bông mà nó chưa héo thì nó đẹp lắm cả nhà, à, nó héo rồi đó, huyết long nha, để cho cả nhà cùng huyết long á, bông chùm huyết long. Cây này thiệt ra thì trước có một người khách mua rồi và cho để hai cây với nhau, cho nên khi chuyển đi là chuyển cây to hơn. Còn cái cây này để lại, cái cây này nhỏ nhỏ hơn để lại. Làm em bị nhà vườn nói quá trời. Đó. Cây đây là huyết long á. Cho một cây to hơn và một cây này thì để hai bên để là khi ra em ra em lấy cái cây to hơn, còn cái cây này em để lại. Các nhà thấy cái mặt bông của đã chưa? Bông. Này là 450k nha cả nhà, bao ship về đến tận nhà khách hàng luôn. À, chị Đàn đang trong cái giai đoạn phát triển nha. Đây là nở mối nha cả nhà. Đây cả nhà xem này. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn theo dõi nha. Nếu mà khách hàng thiện chí thì nhắn tin gọi điện cho em. Đây là cây sản phẩm giảo bông chùm huyết long, bông chùm bông hai lớp 12 cánh, bông to, có một cây duy nhất đây thôi này, một cây này duy nhất thôi, 450k em bao ship. Số điện thoại của em là 0836013528. Em là Hoàng Anh Tuấn nha. Cả nhà cứ nhắn tin gọi điện cho em để sở hữu sản phẩm này. Kính chào tạm biệt cả nhà nha.